Ok, xin chào cả nhà, mình là Zopel. Và hôm nay sẽ có một cái video khác mọi hôm một chút, khá là thú vị. Đây là video mình giới thiệu về một game dành cho các bạn. Đây là game Rocket League. Ở trong game này thì anh Tiến, bạn mình anh đang chơi. Và mình sẽ là người bình luận thử game này như thế nào. Được biết thì cái game Rocket League này là một cái tựa game, nó kết hợp giữa thể thao và đua xe hành động. Cái trò chơi này nó đưa cái người chơi vào một trận đấu bóng đá, nhưng không phải là điều khiển các cầu thủ. Người chơi sẽ được điều khiển một chiếc xe đua. Các bạn sẽ sử dụng cái đầu của xe để húc vào bóng, những cái bóng khổng lồ ấy, và đưa bóng vào trong lưới. Thì cái lối chơi của cái trò này là khá đơn giản nhưng mà lại rất dễ gây nghiện cho người chơi, bởi vì nó có cảm giác rất là thích thú khi được bàn thắng vào lưới đối phương. Không giống như kiểu là PES hay là FIFA, khi chúng ta có thể điều khiển bóng bằng cách là cho cầu thủ sút và chuyền nhau rất là dễ dàng. Nhưng mà cái việc lái xe tốc độ cao rồi bơm nitro rồi tông một quả bóng để đưa nó vào lưới đúng một hướng sẽ không đơn giản chút nào. Cái trò chơi này nó ra mắt từ hồi giữa năm 2015 thì đến nay nó mang rất nhiều cái tính thể thao và đã tạo nên rất nhiều cơn sốt trên toàn thế giới. Với cái sự kết hợp hoàn hảo giữa hai cái môn thể thao là cả đua xe và đá bóng, thế nên là được rất nhiều người chơi. Và tính đến hết năm 2016 đã khoảng tầm 20 triệu tài khoản đăng ký đó. Và dạo này mình thấy quá nhiều người chơi nó ở nước ngoài nhưng Việt Nam vẫn chưa có nhiều. Thế nên mình muốn làm video này giới thiệu game này đến các bạn. Game rất là vui vẻ. Và cái game này đang bán bản quyền bởi Steam. Mình không nhận được khoảng tầm 20 đô. Và cái bản mở rộng hơn một chút là 25 đô. Nhưng mà nếu mà các bạn ví dụ mua các đồ họa của Nvidia từ 1050 trở lên, bất kỳ của hãng sản xuất nào, ví dụ Gigabyte, MSI, Asus, bla bla bla, miễn là càng 1050 của Nvidia trở lên là kiểu gì cũng sẽ được tặng code game này. Chơi cực kỳ vui luôn. Rồi bây giờ chúng ta có thể trải nghiệm thử cái trò chơi. Hôm nãy các bạn đã xem cách điều khiển xe rồi. Xe có thể tăng tốc, bơm nitro, nhảy lên rồi xoay rồi. Đó, lần này lẫn một tình huống ghi bàn. Với mình là đội xanh, còn bên kia là đội đỏ. Đấy, bây giờ có thấy quả bóng bay thẳng vào trong lưới, mình không thể đuổi kịp, chỉ việc nhìn quả bóng bay vào lưới thôi, rất là cay cú. Và các bạn thể thấy các cái chấm vàng vàng ở trên mặt đất ấy sẽ là những cái chỗ mà có cái hạt nitro. Các bạn thể chạy qua đó và bơm nitro thì cái vòng bên phải nó sẽ tăng lên 100%. Đó, bạn bơm nitro bao nhiêu thì nó giảm đi bấy nhiêu để tăng tốc và phóng nhanh. Bạn thể nhảy xe lên và xoay xe để đâm làm sao để bóng nó bay vào lưới. Đó. Đó, những tình huống ghi bàn các bạn thấy không? Phi đến nhảy để húc đầu vào cái xe. Thực ra ghi bàn không quá khó nhưng mà để mà chơi kiểu chuyên nghiệp được thì mất thời gian để luyện tập. Đấy, những quả này là tình huống ghi bàn rất là xa thì sẽ được thêm điểm cộng. Đấy, long goal ấy, cộng 20 điểm. Đối thủ bên kia không thể đuổi theo được, chỉ việc bất lực nhìn bóng bay vào lưới thôi. Đấy, các bạn được thấy không? Bơm nitro xong rồi phụt phát mất gần nửa ấy, xong rồi phi thẳng từ bên này sang bên kia. Và bóng bay vào lưới. Đấy, và cái xe đua của bạn ấy hoàn toàn có thể được nâng cấp nha, chỉ về cái mặt thẩm mỹ thôi. Tức là bạn có thể thay đổi kiểu dáng của xe, bạn thấy không? Rất nhiều kiểu dáng xe. Đấy, từ xe nhỏ, xe to, xe tròn, xe dài, xe bẹt, các thể loại các bạn thì nâng cấp được hết. Để mỗi người có một cái sắc màu khác nhau. Một quả bóng rất to, nhìn rất khốn nạn. Rồi. À, thì các bạn thấy là trước đầu xe sẽ có mũi tên chỉ cái gôn ở đâu. Đấy. Và anh đang đuổi theo và húc bóng vào gôn. Anh không trượt, bóng vẫn lăn vào gôn rồi. Và mỗi khi bóng lăn đâm vào gôn xong sẽ nổ bùm một cái để bay tất cả các xe ra ngoài. Một kiểu rất là dị hợm. Thấy không? Bóng bay vào gôn xong nổ bùm phát. Đấy, bẩy hết cả xe ra ngoài. Và các bạn yên tâm là cái xe trong cái game này đâm nhau thoải mái, không bao giờ hỏng luôn. Đó, bóng đã bay vào lưới rất xa. Anh Tiến húc quả rất chuẩn. Đấy, các bạn thấy không? Slow motion các thứ luôn, quay lại khác gì PES cả FIFA đâu. Đấy, bóng bay lưới phát nổ lanh thanh bành luôn. Rất tiếc là xe không bao giờ bị hỏng. Đây mà như kiểu đua xe thú ở trong điện tử đĩa ngày xưa nữa mà. Đâm xe xong rồi lăn ra xong rồi thả dầu, thả giếc, bắn tên lửa đít nhau nữa thì vui. Mình nghĩ là cái trò này nên có thêm cái hướng đấy. Đấy, nhảy qua bên cạnh đánh đầu luôn. Đấy, nhìn thấy không? Đấy, nhảy qua và đánh đầu. Sau đây con quả lộn ngược xe xong lấy lưng để húc. Đó, giao tranh rất là khốc liệt trước gôn. Đây là những cái tình huống gọi là kết hợp đồng đội với nhau, người này truyền người kia sút. Đấy, và đâm nhau gãy nhau rất là buồn cười, đồng đội đâm nhau thế bao giờ không anh Tiến này. Đấy, bạn thấy là đồng đội truyền bóng với nhau và anh Tiến sẽ ăn hàng đấy.
người ta truyền đến ông đứng lại trước gôn để ông ghẹ vào bóng cái để ông ăn bàn, khốn thế cơ. Đấy, 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 người ta truyền đến ông đứng trước gôn để ông ghẹ bóng ông ăn bàn, khốn không? Ê, người đầu khốn thế. Và đó là game Rocket League mình vừa mới chém gió giới thiệu cho các bạn. Game này rất là vui và đồ họa cũng rất là nhẹ, phần lớn gần như tất cả các máy tính đều có thể chơi được thôi, nên các bạn không cần phải lo việc máy mình không đủ yêu cầu. Game này nhẹ cực kỳ luôn. Đấy, mình sẽ post cái phần cấu hình yêu cầu tối thiểu trong phần miêu tả video để các bạn có thể click vào để xem máy mình làm nào để chơi được, và cũng như là nơi để mua hoặc là làm như thế nào để được khuyến mãi được tặng game này. Thế nhá, hy vọng các bạn cảm thấy video vừa rồi vui vẻ và thú vị. Nếu thấy thích và muốn xem các video khác trong tương lai thì đừng quên ủng hộ fanpage của Anh Phát nhá. Cũng đừng quên share nó với bạn bè để người khác cũng có thể biết đến trò này và chơi cùng bạn. Mình là Súp Mèo, xin chào và hẹn gặp lại.